hỏa nhân đạo trong khu vực cũng như gia tăng khủng bố về hoạt động này của Thổ Nhĩ Kỳ. Liên quan đến việc Anh rời Liên minh châu Âu, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu vừa có cuộc gặp mang tính xây dựng tại Bruxelles của Bỉ. Song để có thể khơi thông bế tắc, sự kiên nhẫn và là cần thiết, đây là tuyên bố của nhà đàm phán hàng đầu Liên minh châu Âu Michel Barnier sau cuộc gặp kéo dài 2 giờ với Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit, ông Steve Batchay. Sau những tuyên bố có phần lạc quan hơn của Anh và Cộng hòa Ireland, nhà đàm phán Liên minh châu Âu Michel Barnier không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc đàm phán. Song theo ông, tiến trình Brexit cũng giống như leo núi, cần có quyết tâm, sự thận trọng và kiên trì. Chúng tôi đã có một thảo luận mang tính xây dựng với Bộ trưởng Brexit của Anh, Steve Barclay, và nhóm đàm phán của Anh. Tôi sẽ thông tin chi tiết tới 27 nước thành viên còn lại về khả năng có hay không những cuộc đàm phán thực sự. Brexit giống như là một ngọn núi. Chúng ta cần quyết tâm, sự thận trọng và kiên trì.